kính chào các bạn. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau thực hiện một món nướng. Và món nướng này thì chúng ta sử dụng sốt đồ nướng của Ly Cơm Kỳ. Như các bạn cũng biết thì cách số vừa rồi thì Quốc hay hướng dẫn các bạn cái cách làm những món ăn mà từ cái sốt đồ nướng này. Và cái sốt đồ nướng này nó tiện một cái là đã có đầy đủ hết tất cả những gia vị vào trong đó rồi. Và đặc biệt là những cái mùi và vị của thực phẩm chính như gà, bò, heo vẫn còn nguyên ở trong đó. Và để thực hiện món này, đầu tiên thì Quốc có đây là một cái đùi gà gốc tư, có nghĩa là vừa có cái phần đùi cũng như là phần má đùi. Đây, mình sẽ khứa cho cái phần đùi ở bên thịt này, nó tách ra như vậy để khi mình ướp gia vị vào nó sẽ thấm. Với định lượng một cái gốc tư đùi gà 400g này thì Quốc sẽ cho vào đây là 1/2 thì ăn cơm sốt đồ nướng. Còn nước mắm này Quốc sẽ cho vào đây là 1/2 thì ăn cơm nước mắm. Rồi bây giờ chúng ta hãy trộn đều cái phần nước mắm cũng như sốt đồ nướng này lên. Và trong món này Quốc sẽ cho vào đây là 1 lát chanh, sẽ nặng mình cho vào để khi nướng nó sẽ thơm hơn. Gừng thì Quốc sẽ cho vào cỡ 1/2 lóng tay gừng. Mình băm nhuyễn gừng ra để mình cho vào mình ướp. Và sau cùng là dầu ớt. Thay vì chúng ta cho phần dầu ăn hoặc là mỡ vào để ướp nướng nó còn bóng bẩy lên thì chúng ta sẽ cho thẳng cái dầu ớt của Ly Cơm Kỳ này vào. Phần dầu ớt của Ly Cơm Kỳ này nó có mùi thơm và nó cũng làm cho ống mượt, tuy nhiên nó có vị thì ít là cay. Thì chúng ta sẽ cho đây là 1 thìa cà phê dầu ớt. Rồi bây giờ mình sẽ mang bao tay vào, sau đó mình sẽ massage cho cái phần gia vị nó thấm vào trong từng miếng gà. Nếu chúng ta có thời gian thì mình sẽ trộn đều ở lên, xong sau đó thì mình để bên ngoài 4 tiếng đồng hồ mình ướp, rồi mình sẽ cho vào nướng nó sẽ rất là ngon. Còn nếu không có thời gian thì chúng ta phải nên mang bao tay vào và mình sẽ massage làm sao cho cái gia vị nó thấm vào trong cái phần thịt gà này. Với cái sốt đồ nướng Ly Cơm Kỳ thì chúng ta làm được rất là nhiều món, và đặc biệt là món nướng khi nướng lên nó có cái mùi thơm đặc trưng. Nhưng mà Quốc cũng nói lúc đầu rồi, nó tuy cái mùi đó nó rất là thơm nhưng mà nó vẫn giữ được cái mùi của cái nguyên liệu chính hoặc là gà, heo, bò trong đó. Bây giờ mình chỉ việc mình cho lên trên khay và mình mang vào lò mình nướng. Và bây giờ mình sẽ cho vào trong lò mình nướng với nhiệt độ là 200, chế độ là đối lưu và nướng mặt trên, thời gian là 20 phút. Trong thời gian đợi gà chín thì Quốc sẽ làm cái phần salad để tí mình ăn kèm với lại gà. Phần salad này, ở đây Quốc sẽ có khoảng 20g. Là cái phần salad caron. Mình cắt miếng vừa ăn như vậy. Đây, bây giờ là phần hành tây. Hành tây mình thái lát thật mỏng. Cái đến là cà chua. Phần salad này cũng sẽ trộn với lại chanh, một tí xíu tiêu, tí xíu muối. Và sau cùng là dầu mè của Ly Cơm Kỳ, cỡ 1/2 thì cà phê. Đây bây giờ chúng ta chỉ việc trộn đều lên là được. Đối với những cái món Âu á, thì thường trộn salad thì trộn bằng dầu ô liu, còn món Á, nhất là món Việt thì thường hay là phi dầu tỏi lên để mình trộn. Tuy nhiên cái dầu mè này khi trộn salad thì lại rất là ngon. Ở Hàn Quốc cũng như Nhật thì khi trộn salad thì họ thường sử dụng cái phần dầu mè này. Tuy nhiên ở Việt Nam mình thì dầu mè nó hơi bị hắc, và khi sử dụng cái phần dầu mè của Ly Cơm Kỳ này thì nó cái mùi nó nhẹ, nó thơm, và mình trộn nó thậm chí mình cho hơi quá tay tí xíu nó cũng không bị lấn át mùi nhiều quá, và ăn nó cũng rất là ngon. Sau thời gian 20 phút thì phần gà của chúng ta cũng đã chín rồi. Bây giờ Quốc sẽ gấp gà ra. Và salad này chúng ta để sang một để một bên. Khi ăn thì mình ăn kèm với gà. Chúng ta cắt một ít hành tím và mình lấy cái phần cái vòng ở bên trong của hành tím thôi để mình đề co lên trên. Và với cái món gà ướp sốt đồ nướng Ly Cơm Kỳ này thì mình ăn cái vị nó phải chua thì nó mới hấp dẫn và ngon. Thì Quốc cắt để một miếng chanh lên đây. Trước khi ăn thì mình vắt chanh đều lên trên hết miếng gà cho nó thấm vào, và mình chấm với lại muối tiêu, ăn rất là ngon. Chúc bạn thành công với món này vào những dịp đặc biệt của gia đình mình. Và món này thì chúng ta có thể dùng để nhâm nhi hoặc là chúng ta ăn kèm với cơm cũng rất là ngon.